Iran không đặt ra lằn ranh đỏ trong việc tự vệ trước Israel. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gián tiếp cảnh báo Mỹ trước động thái nước này triển khai quân đội ở Israel để vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa phức tạp, trong bối cảnh Israel được cho là đã thu hẹp những phương án đáp trả tiềm tàng. Theo Times of Israel, ngày 13 tháng 10, Iran cho biết nước này không đặt ra lằn ranh đỏ trong việc tự vệ trong một cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng từ Israel. Bên cạnh đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Araghchi cũng gián tiếp đe dọa lực lượng Mỹ có khả năng vận hành một hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân ở Israel. Mỹ đã cung cấp một lượng vũ khí kỷ lục cho Israel. Giờ đây, họ cũng đang đặt tính mạng của quân đội mình vào vòng nguy hiểm bằng cách triển khai họ để vận hành những hệ thống tên lửa của Mỹ ở Israel. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong những ngày gần đây để ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực, nhưng tôi nêu rõ, chúng tôi không có ranh giới đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình, Ngoại trưởng Araghchi viết. Hiện Bộ Ngoại giao Iran không đưa ra bất kỳ bình luận nào về phát ngôn trên. Trước đó, vị quan chức hàng đầu Bộ Ngoại giao Iran này đã bác bỏ mọi khả năng cho rằng Tehran sẽ âm thầm hứng chịu đòn tấn công của Israel mà không có phản ứng nào khác so với hồi tháng 4. Vào thời điểm đó, Iran đã không phản ứng sau một cuộc tấn công trả đũa được cho là của Israel, vài ngày sau khi Tehran triển khai cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào Israel. Trong khi đó, truyền thông đưa tin Israel vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Nhà Trắng để tìm ra phương án đáp trả Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng phản đối một cuộc tấn công của Israel vào những cơ sở hạt nhân hoặc ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran. Cả hai phương án đều được cho là Israel cân nhắc. Cũng trong một bản tin của đài NBC, các quan chức Mỹ tin rằng Israel đã thu hẹp mục tiêu trong cuộc trả đũa tiềm tàng của mình đối với Iran và sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng nước này. Đài này cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Israel sẽ nhắm vào những cơ sở hạt nhân hoặc thực hiện các vụ ám sát ở Iran. Dẫn lời những quan chức Mỹ, bản tin nói thêm Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách thức và thời điểm hành động. Iran đã bắn hơn 180 tên lửa đạn đạo vào Israel trong ngày 1 tháng 10 trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban leo thang. Nhiều tên lửa đã bị đánh chặn khi đang bay, nhưng một số đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel. Các mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn đã khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo Israel sẽ tấn công Iran một cách mạnh mẽ, chính xác và gây bất ngờ. Thế giới vẫn đang nín thở, chờ đợi những động thái tiếp theo của cả hai bên trước lo ngại về viễn cảnh một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Iran có thể bùng nổ. Hezbollah không kích vào miền Bắc Israel. Truyền thông khu vực Trung Đông dẫn nguồn tin từ các bệnh viện ở Israel cho biết trên 60 người đã bị thương trong một tấn công bằng máy bay không người lái vào thị trấn Binyamina ở miền Bắc Israel vào tối ngày 13 tháng 10 theo giờ địa phương. Tổng giám đốc hãng dịch vụ cứu hộ, ông Ali Bin, nói với những phóng viên rằng 3 trong số những người bị thương trong tình trạng nguy kịch, 5 người bị thương nặng và những người còn lại bị thương nhẹ đến trung bình. Nhiều máy bay trực thăng và xe cấp cứu đã được điều động đến thị trấn Binyamina để đưa những người bị thương đến các cơ sở y tế để chữa trị. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết không có quả báo động nào được kích hoạt trước cuộc không kích trên và tuyên bố rằng vụ việc đang được điều tra. Đây được cho là cuộc không kích hiếm hoi vào lãnh thổ Israel gây ra số người bị thương lớn như trên vì những hệ thống phòng không của Israel thường đưa ra cảnh báo trước những cuộc tấn công như vậy. Trong khi đó, đài phát thanh quân đội Israel đưa tin điều tra ban đầu cho thấy ít nhất 2 máy bay không người lái di chuyển từ Liban và tiếp cận Israel từ biển Địa Trung Hải. Một máy bay không người lái đã bị ngăn chặn, nhưng quân đội Israel không truy tìm được chiếc còn lại. Khoảng 1 giờ sau cuộc tấn công này, quân đội Israel tuyên bố rằng một máy bay không người lái khác từ Liban đã bị đánh chặn tại vịnh Haifa ở miền Bắc Israel. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban đã xác nhận tiến hành cuộc tấn công trên, đồng thời thông báo rằng nhóm vũ trang này đã điều động một phi đội máy bay không người lái tấn công nhằm vào căn cứ huấn luyện của lữ đoàn Golani ở thị trấn Binyamina. Mỹ điều quân và hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD từ Israel. Mỹ đã ra lệnh triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD từ Israel cùng khoảng 100 lính đi kèm để vận hành giúp Israel tự vệ tốt hơn trước các cuộc tấn công trong tương lai của Iran. Động thái trên đánh dấu lần đầu tiên lực lượng chiến đấu Mỹ được triển khai ở Israel kể từ khi cuộc xung đột Israel và Hamas nổ ra vào năm ngoái. Hãng tin RT dẫn thông báo ngày 13 tháng 10 của thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder viết,
cụm tháp và nhóm quân nhân Mỹ sẽ được triển khai tại Israel để giúp tăng cường năng lực phòng không của Israel sau những cuộc tấn công chưa từng có của Iran và Israel vào ngày 13 tháng 4 và một lần nữa vào ngày 1 tháng 10. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ triển khai hệ thống phòng không này tới Trung Đông. Năm 2019, Mỹ từng đưa tháp từ Israel để tập trận, song việc triển khai thêm quân lần này là đáng chú ý trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran và khi Tel Aviv đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Tehran. Theo quan chức quốc phòng Mỹ, khoảng 100 binh sĩ Mỹ sẽ được triển khai từ Israel để vận hành hệ thống tháp. Việc quân Mỹ triển khai bên trong Israel là điều hiếm thấy, nhưng đây là số lượng quân nhân điển hình để vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa. Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD là hệ thống tên lửa đạn đạo phòng không di động, được thiết kế để phát hiện và đánh chặn tên lửa đạn đạo trong giai đoạn bay cuối. Hệ thống này bắn một đầu đạn không nổ với tốc độ gấp 8 lần tốc độ âm thanh, dựa vào động năng để phá hủy tên lửa đang bay tới. Một khẩu đội THAAD bao gồm 95 binh sĩ và 6 bệ phóng gắn trên xe tải có khả năng bắn tổng cộng 48 tên lửa đánh chặn. Mỹ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện ở Trung Đông kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi Hamas tấn công Israel. Mỹ đã tăng cường phòng không trên các khu vực, triển khai thêm tàu chiến và tàu sân bay đến phía đông Địa Trung Hải, Biển Đỏ và Biển Ả Rập. Và gần đây đã gửi thêm quân đến Ship để hỗ trợ lập kế hoạch sơ tán có thể xảy ra. Vài giờ trước thông báo của ông Ryder, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã cảnh báo rằng Mỹ đang đặt mạng sống của binh sĩ vào vòng nguy hiểm khi triển khai họ để vận hành những hệ thống tên lửa tại Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến thăm Đức vào cuối tuần này. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến đến Đức vào cuối tuần này trong chuyến thăm cấp nhà nước và dự hội nghị thượng đỉnh về hỗ trợ quân sự cho Ukraine được tổ chức tại căn cứ quân sự Mỹ ở thành phố Ramstein của Đức. Theo nguồn tin từ chính phủ Đức, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài một ngày tới Đức vào ngày 18 tháng 10 tới, sau khi buộc phải lùi chuyến đi này vào cuối tuần trước để ứng phó với siêu bão Milton tại Florida. Tại thủ đô Berlin, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp với những nhà lãnh đạo cấp cao của Đức là Thủ tướng Olaf Scholz và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier. Ngay sau chuyến thăm Đức, nhà lãnh đạo Mỹ ngày 19 tháng 10 sẽ có cuộc họp cấp cao với lãnh đạo các nước lớn châu Âu như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Anh Keir Starmer trước khi cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế các nước đồng minh của Ukraine để bàn về hỗ trợ quân sự. Hội nghị này sẽ được tổ chức tại căn cứ quân sự của Mỹ tại thành phố Ramstein nằm phía tây nam của nước Đức với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo dự kiến, Tổng thống Ukraine sẽ công bố nội dung kế hoạch chiến thắng mới trình bày trước nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Italia và Đức trong chuyến công du châu Âu chớp nhoáng giữa tuần trước. Chuyến thăm Đức lần này của Tổng thống Mỹ Joe Biden có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm trấn an đồng minh châu Âu trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong chưa đầy một tháng nữa với khả năng tái đắc cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây cũng có thể là chuyến công du châu Âu cuối cùng của ông Joe Biden trên cương vị người đứng đầu nước Mỹ.